Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đất Đỏ phối hợp Trung tâm truyền máu huyết học Chợ Rẫy tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2020. Hơn 370 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hiến máu. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, những giọt máu hiến không chỉ giúp cho nhiều bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch, tìm lại sự sống, mà còn có ý nghĩa thể hiện tấm lòng nhân ái cao đẹp giữa người với người trong lúc khó khăn, bệnh tật. Đã có 357 đơn vị máu được tiếp nhận, đóng góp vào ngân hàng máu, phục vụ cho ngành y tế trong công tác cấp cứu bệnh nhân. Từ khi mà hiến máu tới bây giờ thì thấy mình cũng mạnh khỏe và bình thường. Thì nói chung là cũng vận động người thân trong gia đình như bà xã, rồi mấy đứa em trong gia đình với con cùng đi hiến máu. Thì thấy cái lợi ích là mình có thể cứu được những người mà những cái mảnh đời khó khăn người ta không có máu để truyền á. Đó thì cũng vận động, nói chung là vận động thêm, tự vì cũng là một cái phó ban ấp thì cũng vận động thêm cái tổ địa bàn dân cư nữa. Đây là lần thứ ba là em được cơ quan cho đi hiến máu nhân đạo. Phải nói là cho đi tại vì mỗi có đợt vậy là cơ quan sẽ chọn ra và rút thăm. Ví dụ bao nhiêu sức đó thì cho đi thôi. Chứ còn nhiều khi muốn đi cũng không được đâu, nên là cái này tinh thần vì cộng đồng thôi. Thứ nhất là tham gia vì cộng chung với chung tay với công đoàn của mình. Rồi với lại để bản thân là em cũng là bí thư chi đoàn, thì để nêu gương cho các bạn chi đoàn, đoàn viên trong chi đoàn cùng noi theo và tiếp tục cái tinh thần vì cộng đồng. Đến thời điểm này, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đất Đỏ đã vận động được 731 trên 1.150 đơn vị máu, đạt trên 63% so với kế hoạch năm 2020.